Cao Phong xin mến chào các bác. Cao Phong đang test chất bát cực kỳ là hay, mánh rất là ấm và đánh sâu của những quả súp hơi hàng bãi Mỹ Xịn EV bát 50, hàng tuyển chọn Make in USA, rất đẹp luôn. Tiếng bát đánh rất là gọn, đánh ấm và cực kỳ là sâu, quánh uy lực, nghe rất là hay. Hàng đẹp tuyển chọn các bác nhé, rất đẹp luôn. Được sở hữu cho mình một cái thân hình cực kỳ là vạm vỡ, chiều ngang và chiều sâu tầm khoảng 60-63cm và chiều cao tầm khoảng 80, thùng vách đẹp xuất sắc luôn, hàng tuyển chọn. Tất cả các hàng Mỹ Xịn thì bao giờ cái nẹp góc này các bác nhìn đều có ký hiệu EV hết này, trên dưới đấy, hình thức đẹp xuất sắc. Đây là cái bát này ngoài, rất đẹp luôn. Em tháo một cái bát ra, em đang test một quả còn tháo một cái bát cho các bác xem nhé. Từ 22 họng 100, dòng súp Mỹ Xịn, sản xuất tại Mỹ. Đây, các bác nhìn xương gông này, xương gông đúc các bác nhé. Đó, đây là xương gông đúc. Đây, model từ 22 họng 100. Bát zin đét luôn và rất là đẹp, các bác nhìn này. Tất cả zin tuyệt đối luôn. Đó, hàng Mỹ Xịn, đây các bác nhìn này. Ngắm nghía kỹ, thật là kỹ, bát của nó rất là đẹp luôn, nhìn rất là hầm hố. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xương gông, xương gông đúc, thùng vách đẹp xuất sắc. Đây là model của cặp súp này, súp đơn bát 50. Đây là model các bác nhá, các bác nhìn này. SH1810LER, súp power. Đây, công suất là 400W. Những cái dòng hàng Mỹ Xịn và những hàng hãng thì người ta có một cái tiêu chuẩn rất là chính xác về công suất 400W, đánh cực kỳ đủ uy lực luôn. Tất cả thông số này, số lô này. Đấy, các bác nhìn số lô này. Đó, và đây là thông tin này. Đó. Make in USA các bác nhá. Make in USA, hàng bao xịn, sản xuất tại Mỹ. Đây, các đường vào ra bằng rắc 6 ly. Đây, rắc 6 ly. Đó, đẹp xuất sắc. Quá chất luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về cặp súp hơi Mỹ, súp đơn bát 50, hàng tuyển chọn, các bác liên hệ điện tử Cao Phong. Với cái quả súp này thì các bác có thể ghép vào mọi cấu hình, từ gia đình đến các bác đi làm sự kiện, các quán cà phê, nhạc phòng trà, cà phê sân vườn. Nó rất là đẹp. Đây, Cao Phong nhích lên một chút nữa các bác cùng thẩm ôm nhé.